Hello các bạn, QH Vlog xin kính chào các bạn nha. Thưa các bạn, hôm nay thì buổi sáng hôm nay á thì mình được nghỉ, thành thử ra mình ra cái vườn mình cắt cỏ nè, rồi mình dọn dẹp lại khu vườn. Các bạn biết là trong cái mùa dịch vừa rồi á thì QH Vlog đâu có ra vườn mà để mà tưới cây cũng như cắt cỏ các bạn. Thành thử ra cây nó héo hết trơn nè. Các bạn thấy cái cây tắc của mình không? Đây, cái trái tắc nè các bạn. Đó, thấy không? Nhiều lắm, tại vì cái cây này ngày xưa đó là mình mua cái hồi mà Tết á, rồi thấy ở nhà bỏ đi uổng quá cho mình bỏ xuống đây cái mình trồng lên nè. Các bạn thấy cái trái tắc nè, các bạn thấy trái tắc không đó? Thành thử ra mình thấy bỏ uổng cái mình đem ra ngoài vườn này cái mình trồng các bạn. Nhưng mà mình trồng á cái cây này nó tốt lắm. Cái tới mùa mà khi mà trời mưa nhiều á mình khỏi cần phải tưới luôn. Rồi các bạn biết là cái cây này á, mỗi lần mà trong cái mùa nó ra đó, nó ra cả hàng ngàn trái tắc luôn á. Mình thử ra nhiều khi mà chanh bên đây nó mắc đó các bạn, mình lấy tắc này mình ra cái mình lấy nước đó mình uống hoặc là mình xài luôn. Mình thử ra rất là tiện các bạn. Đây là đi nè, mà các bạn thấy tắc không đó, nó mọc nhiều các bạn. Khi cả ra cả 1.000 trái á, nhiều khi mình cho hàng xóm rồi cho bạn bè ăn đâu có hết đâu, rất là nhiều đó. Hôm nay mình ra vườn sáng này cắt cỏ mấy tiếng hồ luôn, rồi dọn dẹp ở trong vườn ở phía trên đó, các bạn thấy cái tắc không? Còn đây là cái bạn thấy là đây là cái cây hoa bụp của mình, hoa bụp của mình đó bạn. Ngày xưa cái vườn mình đẹp lắm, nói là có nhiều người mà tới cái khu vườn của mình á để mà quay video luôn mà đó. Thành thử ra nhưng mà trong cái mùa này á mình không có ra vườn để mà mình chăm sóc cây á. Thành thử ra còn cái cây này nó leo lên đó các bạn, nó leo lên một cái trên cái vàng mà mình dựng lên, là các bạn thấy không, đẹp không? Rồi còn cái cây này là cây bắc tiên của mình đó, cây bắc tiên của mình nữa các bạn, cây bắc tiên của mình. Rồi các bạn, hồi đó là mình cũng có trồng cây chanh luôn nữa, cũng có trồng cây chanh, tại vì chanh bên đây á còn mắc hơn cam nữa các bạn. Hai cây chanh của mình ha, một cái cây chanh á thì cây chanh Úc, còn một cây chanh thì chanh Việt Nam. Thì chanh Úc á thì nó màu vàng, còn chanh Việt Nam thì màu xanh, nhưng mà lúc mà nó còn nhỏ thì nó cũng màu xanh nhau. Là các bạn thấy cái chanh đây không, cái này nó mới mọc thôi, tại vì hồi đó cái cây này xum xuê lắm. Nhưng mà cái một thời gian mà mình không có tưới á, mình thử ra bây giờ nó không còn xum xuê xưa nữa. Chứ mấy ngày hôm nay bắt đầu mà nạn dịch nó cũng bớt xuống các bạn, cái mình ra ngoài vườn á mình bắt đầu tưới cây lại. Các bạn thấy hai mấy trái chanh không? Mấy chanh của mình nè, mấy chanh mình trồng nữa bạn đó nè. Các bạn thấy là cái cây này rất là xanh tươi nha. Ngày xưa đó rậm lắm mà mình đã đi tỉa một lần rồi, mà bây giờ á nó vẫn còn xanh tươi các bạn. Mình bỏ một thời gian á cả mười mấy tháng á là quá trời xanh luôn, các bạn thấy không đó, quá trời luôn, mọc nhiều lắm. Khi cả mày mọc một lần mà trong mùa á cả mấy trăm trái luôn á, ăn đâu hết đâu. Nhưng mà có một cái là mình ở bên đây mình thích ăn chanh lắm, món nào á mà món mà có nước á là mình ăn chanh nè, rồi mình cho ớt nè. Đây là những cái trái chanh nè bạn, mình nghĩ cái chanh này chanh Úc nha, chanh Úc thì mấy mốt mà nó lớn lên á thì nó ra màu vàng chứ nó không còn cái màu xanh này như nữa. Còn này những cái trái chanh nè bạn, tại vì cái mùa này á qua cái mùa xuân rồi, bây giờ cây nó thay lá, bởi vì các bạn thấy là có rất nhiều lá vàng không đó, lá vàng tại vì qua cái mùa đông rồi, bây giờ là qua tới mùa xuân. Mùa xuân rồi nó thay lá là trái chanh nè bạn. Trái này cũng bự lắm, lớn lắm. Ở đó cái vườn mình đẹp lắm, buổi tối còn có đèn rồi này kia nọ. Rồi từ khi mà cái mùa dịch nó tới rồi mình không có ra vườn mà chăm sóc cái vườn luôn, bởi vì cái vườn đó nhìn dạo này nó không có đẹp nữa. Chứ đó là cái vườn mình đó, có nhiều người tới nè, người ta quay video rồi chụp hình, người ta nói ủa sao cái vườn mình đó, chăm sóc gì mà sao mà đẹp chứ. Các bạn thấy không, đây là những cây chanh mình đó, cây chanh mình để mấy cây tắc, cây tắc mà mình ở đó mình trồng từ mua hồi Tết nha bạn, mua Tết cách đây cũng lâu lắm rồi.
cũng đã chục năm rồi đó, cũng chục năm rồi các bạn. Rất là đẹp. Rồi các bạn ở Việt Nam, các bạn đã sắm sửa Tết hết chưa các bạn? À, ở bên đây thì nói chung là Tết cũng không có cái gì hết trơn. Cũng có bán bánh chưng rồi bánh tét rồi đủ thứ hết. Còn cái cây này cũng rất đẹp đây. Ngày xưa vườn mình đẹp lắm, thật á. Ở đằng sau đẹp, tưởng nào mình cắt cỏ phía sau mình ra mình quay phim cho các bạn. Có cây chuối rồi đu đủ rồi cam, rất là nhiều thứ. Các bạn thấy hoa không? Ngoài đường thì xe cộ chạy rất là đông. Thôi vậy, VH Vlog xin kính chúc các bạn và gia đình các bạn mùa xuân an khang thịnh vượng, thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.